Dạ, nhóm ngôn ngữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào. Hiện tại thì hai chị em tụi mình đang có mặt ở bếp ăn tình thương của nhóm ngôn ngữ miền Tây nha, cùng với lại thím Năm và bà ngoại của mình. Thì sáng ngày hôm nay là sáng thứ năm, cho nên là bếp ăn có một cái món ăn rất là ngon và rất là hấp dẫn luôn. Thì ở đây có nguyên một cái thao mì luôn nè. Kế bên đó thì có một ít đậu que, cái phần là đậu que nhà chồng nha. Rồi thêm một ít củ cải nè, màu đỏ đỏ đẹp đẹp. Rồi hành lá với lại ngò. Kèm trong đó là một ít chả, cái này là chả nấm, còn cái này là chả gì nè? Chả nấm với chả lụa với lại một cái rổ là nấm bào ngư. Đây, không biết là hôm nay Năm làm cái món gì mà quá trời là nguyên liệu luôn. Quá ngon, tàu hủ đó. Với lại tàu hủ đang chiên, cộng thêm lại một ít hẹ nữa. Món gì? Thành ra món gì? Món gì có vị? Món mì, mà không biết là mì nước hay mì khô thôi. Mì xào. Mì xào. Wow. Nhưng mà mì nước là không có đậu que. Mì xào đậu que. Xào đậu que ngon lắm. Đậu que nha chồng. Ôi nhìn cái đậu que cưng nó uống luôn nè. Ngon quá chừng ngon luôn. Ngon giống thêm Năm. Ngon giống con. Nhà mình ăn uống vậy. Xào quá là ngon. Cái chả này dai quá trời dai luôn Năm ơi. Ừ, chả nó ngon, chả nấm ngon, thơm lắm. Mà có cái hơi cay nha. Quá trời tiêu luôn. Tiêu ăn vô the nó ngon. Chả này mình mua ở chợ mắc không nè. Nửa ký 4.000. Vậy là nó cũng ngang chả mặn. Nhưng mà thơm quá à. Mùi thơm mát ngon. Có nấm mèo đổ chấm vừa ăn ngon. Đen đen nhấp chơi như này nè. Hồi nãy giờ thì mấy thím cháu mình nó cũng đã làm xong rồi nè các bạn ơi. Ở đây thì có hai cái khay mì xào to lớn luôn, rất là ngon nha. Còn kế bên đây, đây là cái topping của mì xào thì gồm có đậu hũ nè, cộng với một ít chả và nấm. Sau khi mà một cái tô qua hoàn thành thì như thế này đây, rất là ngon để mà gửi tặng đến cho bà con nha. Trang thêm một ít nước tương lên nữa. Dạ. Đây. Con gửi tặng cho cô nhé. Dạ. Mấy cô lấy muỗng đũa giùm con nha. Dạ đây. Mấy phần sau lấy ít thôi Năm ơi. Tại vì mấy em bé với mấy cô kêu ít thôi, tại ăn không hết á. Dạ. Dạ. Đây cô chú đi đồng, con gửi cho cô chú trước nha. Chú đợi con xíu nha chú, con mang xuống cho chú liền. Cô ngồi với con xíu nha cô. Em không ăn rau. Em không ăn rau hả? Dạ, đây. Rồi mấy đứa ngồi yên ở chờ một chỗ nè. Lên ghế đi rồi chị lấy cho. Em ăn rau hả? Mấy bạn không ăn rau? Mấy bạn không ăn rau? Em. 1 2 3. Đây ăn rau không? Dạ em ăn. Em ăn rau không? Không ăn. Ăn rau. 4 phần. Năm ơi, cho con 4 phần không rau. Cái này nữa. Hai phần nó là đủ rồi nè. Đây, không gao, không gao. Một phần nữa. Dạ. Cái này rồi không ạ? Chị đợi em xíu nha. Em ăn gao. Rồi. Dạ, cái này của bé lớn. Một phần lớn cho chú nữa Năm ơi. Chị lên đây với em nha. Đứng lên lấy bún đi vậy. Nha. Đây, đây lên nè. Ở đây em mang ra cho nha. À. Dạ đây. Dạ. Con chào ba.
Dạ. À, con thấy bà lạ lạ nè, hình như là bà ít ghé cái chỗ của tụi con đúng không? Dạ. Ở nhà thì bà làm cái gì? Không có làm trong nhà, giữ mình cho ngoài. Mẹ nó làm ở miền Dương. Dạ. Mặn quẩn gì đó ở nhà cho nó học, nó không có cha. Rồi ở nhà hai bà cháu ở nhà. Dạ. Mẹ nó mặn mấy tháng rồi về được 2 triệu rồi cho nó ăn học. Dạ, vậy là bà ở nhà chỉ nuôi cháu thôi hả? Dạ. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 76 rồi. 76 rồi. Nhà bà có gần ở đây không? Dạ. Nhà bà có gần ở đây không? Cả cây số rồi. Cả cây số là ở đâu gần bà? Ở khúc đuôi hay khúc giữa? Ở Khai Long, chạy tú. Ở Khai Long gần cầu Nút Rụng không? Trên Nút Rụng. Trên Nút Rụng nữa ha. Dạ, vậy là có hai bà cháu ở nhà vậy thôi hả? Dư rồi, còn con gái mà nhỏ gái nó mất kia. Nó 47 tuổi rồi mà con nhớ. Dạ. Ờ, biết mà mới thuê cho chỉ có nhà gì mà không có mặn đâu. Rồi có nhỏ rồi. À, con thứ 8 nha, nó mặn dở về nuôi ba bà cháu. Dạ, một tháng mà 2 triệu thì mình có đủ chi tiêu không bà? Trời ơi, không đủ con ơi, con không có đủ. Dạ. Rồi ăn đính nút ra là tiền tặng cho con. Rồi cái bữa nào giò cắn không mỏi thì ra đi xin về ăn. Dạ. Bữa nào giò ăn đầy 3-4 bữa, nay giò mỏi mà có xe đạp trong 30 năm người ta cho xe đạp như chứ. Cái chạy ra đây là còn cho ăn xin. Rồi mấy đứa dài cái giò mỏi cái ăn xin. Bữa nay cái khỏe khỏe giò mới đi ra đây. Ờ, vậy là ngày nào mà khỏe trong người thì đạp xe ra ngoài này. Dạ. Dạ. Ngày nào mà mỏi quá thì ở nhà ăn mình làm. Ở trên cái nhà con. Kiểu như cái đồ gãy đó cho đậu cho gà đó mình đùa. Rồi ăn nhỏ em bởi nó đi hổm đi nhà hải rồi nó mới mua cho cái dưa chao gửi qua cho luộc chao với chấm chao ăn gì đó. Nhờ vậy là có gì ăn đó mình cũng không có cầu kỳ. Dạ có gì. Dạ. Không biết là ở trong đó thì con hỏi là nhà của bà là bà tên gì hay thứ mấy hả bà? À, tôi là bà Nguyễn Thị Quang. Bà Quang, bà thứ mấy rồi ha? Tôi là chồng tôi thứ ba. À, dạ, bà ba. Bà con tôi mãi nó bằng 12 năm rồi, bằng công ty mãi. Dạ. Rồi có giờ tôi ở thằng Úc. Giờ ở khó khăn mà tôi giờ phải đi lòng đó. Cái ở chung nó mà ăn riêng. Tôi dọn khúm ở đây ba bà cháu ăn, còn vợ chồng ăn kia, rồi cái con nhỏ bây giờ tới nhà cô mà kiếm 5 ngàn người đi chống. Dạ. Rồi cái con tôi nói mẹ ơi tôi để ngoài con hỏi con dai con mượn, rồi con cắt cái nhà cho mẹ với con ở. Dạ. Rồi giờ nó mới cắt được cái nhà đó, rồi đất đó là của thằng anh thứ ba nó cho đó, rồi cắt nó sau hè nữa, rồi gia nó ở rồi tới bây giờ. Dạ, thì con cũng hiểu được là hoàn cảnh của bà khó khăn. Dạ. Bà ăn đồ ăn á, ăn cơm ở bếp ăn của tụi con, bà thấy đồ ăn có ngon, ngon không? Ngon lắm, ra đây ăn nó càng ngon quá ngon. Biết không, cho ngoại là học cấp 8 rồi, mà cha nó chết thì còn mẹ nó. Mà ngoại đi xin vậy con cho tội ngoại, tội luôn ngoại. Nói chắc tội quá con, mà không biết được tôi ra nói cô này của nó. Dạ, không có tội đâu bà, tại vì cái này là tấm lòng của Mạnh Thường Quân gửi đến cho bà con của mình. Thì mình ăn á, con nghĩ là mấy cái phần ăn này á, khi mà bà con mình ăn mình sẽ càng khỏe mạnh thêm thôi chứ không có gì hết nha. Nó sợ đứa con, nó nhỏ nó không biết đâu con. Dạ. Nhỏ nó không biết. Nếu mà tao phải ít tay với chân tao mà. Nó không biết nha, nó nhỏ nó không biết nữa. Dạ. Ngoại đi xin hoài, sợ tội ngoại không ngoại. Dạ. Cái này con mấy con nước ngoài. Nói ngoại tội ngoại. Chắc không biết, chắc mình ăn chắc mình mắc nợ quá con, để mình. Dạ không có đâu ạ. Không có tiền của bạc mình khổ thì ra mình xin mấy cô ăn. Dạ tại vì Mạnh Thường Quân thì có tấm lòng rất là cao cả luôn, thấy bà con ở quê mình cũng khó khăn cho nên là muốn giúp đỡ những cái phần ăn á, thật là chất lượng gửi tặng đến cho bà con. Thì khi mà Mạnh Thường Quân nhìn thấy như vậy á, thì rất là vui rồi, thì cũng hy vọng á, khi mà bà con mình ăn những cái phần cơm của tụi con sẽ càng ngày vui vẻ và gặp được nhiều niềm vui hơn. Xin về cái mấy cô này ăn á, ngoại hô cô này nó nấu cơm ngon quá, ngoại hô đồ ăn trong vườn vậy. Đó nó khè. Nha. Để học nó mà không đỡ học cái trên đỉnh rồi mà mẹ như mặn không đủ. Mắm ơi bươi mầm 5-7 con mổ đó cô làm sao. Dạ rồi, Năm ơi cho em cái cây giùm con. Nha. Vậy con chúc bạn ngon miệng nha. Dạ. Dạ không có gì đâu ạ. Dạ. Thì
cũng giống như mỗi tuần đó các bạn, thì vào ngày thứ năm của mỗi tuần thì Mạnh Thường Quân đó là chú Hưng và cô Vicky sẽ gửi tặng 70 phần ăn thật sự rất là đặc biệt và rất là ngon đến tặng cho bà con ở bếp ăn nha. Thì ngày hôm nay với cái món ăn nhà này trị giá là 715.000 đồng thì xin cảm ơn tấm lòng của cô chú rất là nhiều nha, vì lúc nào cũng yêu thương bà con ở xóm Cồn, đặc biệt là nhà bà con ở bếp ăn tình thương của tụi con hết trơn á. Chúc cho cô chú lúc nào cũng được mạnh khỏe, là lúc nào cũng vui vẻ và sẽ thật là thành công nha. Dạ tụi con chào cô chú ạ.